Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tự hào hàng Việt Nam hưởng ứng với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. 200 thương hiệu Việt đã được nhận giải thưởng cao quý, giải thưởng Sao vàng đất Việt 2018. Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ, đầu tư áp dụng công nghệ vào sản xuất là cách làm mà tỉnh Bến Tre đang áp dụng nhằm đa dạng hóa sản phẩm từ dừa, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trước khi đến với câu chuyện về phát triển đa dạng hóa các mặt hàng từ dừa ở tỉnh Bến Tre, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức đáng chú ý của chương trình Tự hào hàng Việt Nam ngày hôm nay. Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ vinh danh các doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2018. Sau 15 năm tổ chức 2003 đến 2018, Sao vàng đất Việt đã trở thành giải thưởng cao quý, góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam, được xã hội và giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm ủng hộ. Để đạt được giải thưởng, các doanh nghiệp tham gia phải là những thương hiệu tiêu biểu và có sự phát triển bền vững, đáp ứng nhiều tiêu chí như có thành tích cao trong sản xuất kinh doanh, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, công nghệ môi trường phù hợp với các yêu cầu trong nước. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu sau khi được vinh danh đã trở thành doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng dẫn dắt đối với nền kinh tế nước nhà. Thì phải đáng tự hào, đến giai đoạn này thì Minh Trung đã 3 lần nhận được giải Sao vàng đất Việt, năm 2013 và năm 2015 và năm nay là 2018. Đây là một cái tự hào đối với doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn không ngừng phát triển để đem lại cho đất nước, đem lại cho bà con nông dân, đem lại cho những nguồn thu và ngân sách, đem lại cho mọi người lao động một cái giá trị cao nhất, đó là cái vinh hạnh, đó là một cái chúng tôi không ngừng phát triển, không ngừng phải nâng cao hơn nữa về giá trị, về sản phẩm. Năm 2018, từ gần 400 thương hiệu tham gia, ban tổ chức đã tiến hành các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp và trung tuyển để lựa chọn ra 200 thương hiệu uy tín. Triển lãm và hội nghị quốc tế lần thứ 2 về công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa quả Việt Nam, gọi tắt là HortX Việt Nam sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019. Đây là một sự kiện quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, thu hút hàng trăm doanh nghiệp. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, HortX Việt Nam được kỳ vọng sẽ là cầu nối, là điểm hẹn thương mại giữa các chuyên gia, các doanh nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt và chế biến hoa, rau, quả. Qua đó, tiếp tục là động lực cho đà tăng trưởng của ngành rau củ quả Việt Nam. Trong lần tổ chức tiếp theo này, HortX Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam và các tổ chức chuyên ngành khác. Sau thành công của Ngày hội Cà phê lần thứ nhất với chủ đề Thời kỳ mới của ngành cà phê Việt Nam, năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cùng Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam tiếp tục tổ chức Ngày hội Cà phê lần thứ 2 tại Đắk Nông từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018. Tại cuộc họp báo tại Hà Nội trước thời điểm diễn ra sự kiện, đại diện Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam bền vững bằng các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng này là chủ đề xuyên suốt trong Ngày hội Cà phê lần thứ 2. Sự kiện sẽ có triển lãm với hơn 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm cà phê chất lượng đến từ các vùng trồng cà phê nổi tiếng trên cả nước. Hàng trăm đại diện doanh nghiệp tham dự sự kiện nhằm kết nối giao thương và ký kết các hợp đồng ghi nhớ tiêu thụ cà phê Việt Nam. Nhiều sản phẩm làm từ dừa mang thương hiệu Việt đã và đang được người tiêu dùng trong nước đón nhận tích cực như là dầu gội, sữa tắm, thực phẩm hay là đồ thủ công mỹ nghệ. Để tận dụng tiềm năng, các địa phương trồng dừa, đặc biệt là xứ sở dừa Bến Tre, đã tìm được hướng đi phát triển các sản phẩm từ dừa. Phương thức mà tỉnh Bến Tre thực hiện đó là xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân và đầu tư áp dụng công nghệ vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm. Câu chuyện của Tự hào hàng Việt ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về phát triển ngành hàng từ dừa ở tỉnh Bến Tre. Rồng Trôm là một trong những địa phương trồng dừa chủ lực ở Bến Tre. Dù nằm giữa vựa nguyên liệu, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu từ nước ngoài. Trong khi đó, nông dân có nhiều thời điểm không thể tiêu thụ dừa. 70% nông hộ ở Bến Tre có nghề trồng dừa, nhưng giá cả của nông sản này lên xuống bấp bênh. Thực tế này cho thấy, cây dừa chỉ có thể giúp người nông dân đủ sống, chứ khó có thể làm giàu. Việc thiếu mối liên kết đã đẩy nông dân vào tình thế bất lợi. Tỉnh cũng đã nhìn thấy điều này, doanh nghiệp cũng đã nhìn thấy điều này. Vì vậy cho nên là giữa địa phương, tức là giữa các cấp chính quyền
cùng với doanh nghiệp đang ra sức phối hợp với nhau để xây dựng cái chuỗi giá trị cây dừa, mà lấy doanh nghiệp là cái tác nhân có tính chất thúc đẩy để kết nối với người nông dân, tạo ra dùng dừa nguyên liệu cho từng doanh nghiệp. Thay vì để bà con sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chính quyền xã Hưng Lễ đã chủ động vận động bà con tham gia vào các tổ hợp tác, cải tạo và nâng cao năng suất dừa. Đến nay, cả xã đã thành lập được 27 tổ liên kết với hơn 1.000 xã viên tham gia. Với mô hình này, hiệu quả kinh tế từ trồng dừa của bà con nơi đây đã có những thay đổi rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Thêm là một trong số những nông dân đầu tiên tham gia vào tổ liên kết và được doanh nghiệp ký kết, bao tiêu sản phẩm. Nhà ông có 1 hecta trồng dừa, thay vì chịu cảnh thương lái ép giá. Bây giờ tất cả dừa khô thu hoạch được bán cho doanh nghiệp với mức giá ổn định. Mỗi tháng, gia đình ông cũng kiếm được hơn 8 triệu đồng từ việc trồng dừa. Ngày xưa thì chưa vào công ty thì bán cho thương lái, thì thương lái đến rồi định giá là bao nhiêu mình phải bán bao nhiêu. Còn đối với công ty thì coi như có cái hợp đồng, nghĩa là giá mà có tuột thì công ty là bao tiêu là 50 ngàn một chục. Còn nếu mà giá thì công ty vẫn mua theo giá thị trường, từ bằng với thương lái và hơn thương lái. Việc liên kết và tiêu thụ dừa ở Hưng Lễ là mô hình được đánh giá là mô hình hợp tác kinh tế có tính chất bền vững. Đây được xem là cách giải quyết vấn đề đầu ra cho nông sản và đầu vào nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, giúp người nông dân và doanh nghiệp nâng cao giá trị cây dừa. Chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trồng dừa là cách thức tốt nhất để ổn định nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp chế biến dừa. Và để tăng thêm thị phần, đáp ứng ngày càng tốt các nhu cầu của người tiêu dùng, thì các doanh nghiệp đã đầu tư nâng cao chất lượng, đa dạng hóa và thương hiệu cho các dòng sản phẩm có nguồn gốc từ dừa. Kẹo dừa, một sản phẩm truyền thống của ngành công nghiệp chế biến Bến Tre. Những viên kẹo dừa này chủ yếu được tạo ra từ cách làm thủ công, hàm lượng công nghệ trong quá trình khá thấp. Bởi vậy, kẹo có nhiều nhược điểm như quá ngọt, khi ăn bị dính răng. Riêng với doanh nghiệp này, họ đã đầu tư để tạo ra những viên kẹo dừa cứng, khác biệt với dòng kẹo dừa truyền thống. Tới nay, đây là doanh nghiệp duy nhất ở Bến Tre sản xuất kẹo dừa cứng. Phải bỏ ra một khoản lớn để đầu tư chi phí máy móc, nhưng đổi lại, sản phẩm của đơn vị đã được thị trường đón nhận. Để thực hiện cái sản phẩm mới này á, thì công ty chúng tôi đã phải có những cái công nghệ mới. Thì cái sản phẩm này á, thì nó vẫn là một cái nguyên liệu sản xuất từ thiên nhiên. Thì vẫn là đường, dừa, bạch nha và các những cái hương liệu bằng trái cây. Rồi nhưng mà cái sản phẩm này á, thì nó được cải thiện từ những cái công nghệ khác biệt hơn để tạo lên một cái tính chất khác biệt, là cái nâng cao cái tầm sản phẩm lên. Nếu các sản phẩm kẹo dừa truyền thống với cách thủ công cần nhiều nhân công lao động, thì với sản phẩm mới này giúp cho đơn vị giảm công lao động, nâng cao năng suất đáng kể. Tất nhiên kèm theo đó là hiệu quả kinh tế đem lại. Nhiều giá trị gia tăng từ dừa, các sản phẩm dừa khác cũng đang được các doanh nghiệp dừa Bến Tre đẩy mạnh sản xuất. Dây chuyền nước cốt dừa đóng lon của công ty này được đầu tư từ năm 2011. Hiệu quả kinh tế mang lại rất lớn, giúp cho doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô dây chuyền này lên gấp 3 lần công suất ban đầu. Tiếp đó, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014, công ty tiếp tục đầu tư nhiều dây chuyền lớn để sản xuất nước dừa tươi đóng lon, dầu dừa tinh luyện, đa dạng hóa sản phẩm, giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh được nhiều thị phần. Việc đầu tư công nghệ mới để sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng sẽ giúp cho giá trị các mặt hàng dừa được cải thiện. Có như vậy thì nguồn dừa nguyên liệu trong dân mới được các công ty thu mua giá cao. Theo đơn vị này, giải quyết được bài toán công nghệ không đơn thuần chỉ giúp cho doanh nghiệp phát triển mà còn đảm bảo tính ổn định, bền vững trong các chuỗi liên kết. Cũng nhờ việc ứng dụng công nghệ mới đã tạo ra nhiều mặt hàng giá trị gia tăng, thị trường ngày càng mở rộng. Chúng tôi cũng có những cái chính sách ưu đãi về giá thuê đất hoặc là thuế cho những doanh nghiệp đầu tư vào trong cái lĩnh vực chế biến nông sản nói chung, trong đó có cây dừa, phù hợp với những quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cho phép. Thì vừa qua các doanh nghiệp rất là hoan nghênh. Một tầm nhìn dài hạn là điều mà ngành dừa Bến Tre nói riêng và của cả nước nói chung đang mong chờ.
Quy hoạch ngành dừa tới đây sẽ phải đặt trọng tâm vào nâng cấp ngành chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, đặt trong chiến lược mở rộng thị trường. Điều mà các ngành chức năng luôn phải hướng tới là lợi ích của tất cả các mắt xích tham gia chuỗi giá trị dừa của Bến Tre sẽ phải được đảm bảo. Vâng, phóng sự trên cho thấy là đầu tư vào công nghệ sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng thì lợi nhuận kinh tế tăng cao. Và khi đó doanh nghiệp mới có thể đa dạng hóa dòng sản phẩm chế biến, giúp mở rộng hơn thị trường. Đây có lẽ không chỉ là hướng đi đúng của riêng ngành hàng dừa, mà là hướng đi chung của các ngành hàng khác trên con đường phát triển, chinh phục người tiêu dùng bằng sự phong phú, chất lượng của sản phẩm. Tới đây chương trình Tự hào hàng Việt Nam do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Bộ Công Thương và Công ty truyền thông Alo Media thực hiện xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.